Dạ, hello mấy anh chị. Dạ, em là Hoa Hồng Đen đây. Ngày hôm nay thì em muốn dành chút thời gian để chia sẻ một vài lời với tất cả các anh chị, cũng như là những người mà đang tin tưởng Hoa Hồng Đen và bị có những cái tin đồn á, làm cho mấy anh chị hoang mang. Thì Hoa Hồng Đen ngày hôm nay cũng xin gửi tới tất cả các anh chị một vài lời. Còn các anh chị có tin tưởng hay không thì cái chuyện đó thì Hoa Hồng Đen không có ép. Bởi vì á, đơn giản một điều á, là khi mà Hoa Hồng Đen bắt đầu đi cứu hộ thì đã bị rất nhiều người phản phản ảnh là không không có điều kiện. Tại vì á, trước đó là Hoa Hồng Đen chạy xe ôm, Hoa Hồng Đen cũng có chút đỉnh tiền dành dụm, là có một người chị nuôi ở nước ngoài là cho Hoa Hồng Đen đó, đơn giản vậy thôi. Thì cái nếu mà nói về cái điều kiện đó thì vợ chồng Hoa Hồng Đen sống thì thoải mái, nhưng mà đi cứu hộ thì không cho phép. Tại vì cái chi phí cứu hộ rất là cao, cho nên là khi mà Hoa Hồng Đen đi ra cứu hộ á thì luôn bị giống như là bị phốt rất là nhiều, nói là Hoa Hồng Đen á, là lợi dụng chó mèo để coi như là làm lợi cho mình. Thì nhưng mà Hoa Hồng Đen cũng không có quan tâm, tại vì á, xã hội mà có người người ta nghĩ mình xấu, cũng có người sẽ nhìn nhận vào cái điều tốt của mình, cho nên là Hoa Hồng Đen không có quan trọng. Hoa Hồng Đen vẫn tiếp tục cứu mang các bé trong suốt một mùa dịch, Hoa Hồng Đen vẫn cứu đó. Thì đôi lúc thì mấy anh chị nghĩ đi, dịch giả thì lúc đó là người con người còn chết nữa mà huống chi là chó mèo. Tại vì lúc đó mà mình bị giãn cách xã hội á, mà giống như là không có được ra ngoài á, thuốc men không có nó, thì lúc đó là cũng thiếu thốn. Thì Hoa Hồng Đen cũng xin, mà mỗi lần xin thì bị phốt, bị nói này bị nói nọ, nó giống như là người ta phốt, người ta không có, người ta không cho Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho Hoa Hồng Đen á. Nhưng mà Hoa Hồng Đen và chồng Hoa Hồng Đen vẫn tiếp tục, vẫn cố gắng cho tới ngày hôm nay. Thì luôn 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 là có những cái tin nói này nói nọ ở sau lưng, thậm chí người ta phốt. Ban đầu thì Hoa Hồng Đen còn đính chính, chứ sau này là Hoa Hồng Đen không có đính chính nữa. Tại vì á, mình làm thì mình hiểu. Bây giờ á, giống như bây giờ thời gian á, thời gian mà để đính chính á, để thời gian đó là Hoa Hồng Đen làm việc khác. Tại vì mà một cái trạm mấy trăm con mà phải chăm sóc cho các bé rồi hả, thời gian không có nữa. Thì gần đây á, Hoa Hồng Đen có nhận được một cái tin là của những cái người mà họ bán chó đó. Thì Hoa Hồng Đen có đi ra ngoài đó để quay clip đồ này nọ. Thì em Hoa Hồng Đen cũng có nghe người ta nói là nghe Nam Nguyễn á, là có gọi điện thoại nói với Mạnh Thường Quân là nhắc tên Hoa Hồng Đen đó, rồi có nói ra nói vô với Mạnh Thường Quân. Thì nói chung thì cái tính Hoa Hồng Đen á thì cũng không có nghe lời phiến diện. Tại vì á, đâu có biết được người ta có thương hay là người ta ghét hay là như thế nào, cho nên là Hoa Hồng Đen sẽ không bao giờ kết luận một cái vấn đề gì mà mình không có chứng cứ. Thì Hoa Hồng Đen nghe thì cũng buồn, tại vì trước giờ Nam Nguyễn cứu hộ rồi cũng có gửi chó bên bên Hoa Hồng Đen. Thì mấy anh chị cũng biết rồi, thì chó gửi đây thì những bé chó đó mà bình thường á là có Hoa Hồng Đen cũng có nhờ Nam Nguyễn đi đón, và cũng có gửi chi phí xe cộ đàng hoàng, chứ Hoa Hồng Đen không có lợi dụng Nam Nguyễn đó. Thì bình thường á là cô Nam Nguyễn gửi chó ở đây á, chứ chưa bao giờ xin hỗ trợ cho trạm của Hoa Hồng Đen đó, chưa bao giờ mà xin gạo hay là thức ăn đồ cho trạm, toàn là xin cho trạm khác không à. Nhưng mà điều đó Hoa Hồng Đen cũng chưa bao giờ nói, chưa bao giờ lên tiếng đó. Xong xuôi bây giờ lại có cái tin đồn á, là nó là đi đi tung tin á với Mạnh Thường Quân á, là trạm Hoa Hồng Đen là Mạnh Thường Quân nhiều lắm, cho trạm khác đi á, rồi hả trạm Hồng Đen, Hoa Hồng Đen bị phốt là mua bán chó mèo đồ này nọ đó. Xong xuôi rồi, xong xuôi rồi bây giờ á thì Hoa Hồng Đen có nghe tin như vậy, thì Hoa Hồng Đen cũng có nói với lời của cái chị Mạnh Thường Quân của Hoa Hồng Đen. Thì chị đó chỉ có liên hệ với Nam Nguyễn, chỉ giống như là với một người Mạnh Thường Quân là muốn hỗ trợ, chị mới hỏi về về Hoa Hồng Đen. Thì chị nói là chị muốn hỗ trợ cho trạm Hoa Hồng Đen, gửi cho Nam Nguyễn đem tới đây đó. Thì Nam Nguyễn mới nói với Mạnh Thường Quân á, là tại sao á, những cái trạm khác không giúp
mà những cái chậm nghèo không giúp, chậm qua Hồng Đa, qua Hồng Đen giàu lắm, có nhiều mạnh thường quân lắm, sao không giúp những cái chậm khác khổ hơn, giống như chậm Hà Chi đồ này nọ đó. Thì ở trên video clip này thì qua Hồng Đen muốn nói giàu là như thế nào. Một cái chậm mấy trăm con chó mèo khỉ đồ nữa, nhiều con lắm. Mà trong khi đó, cái thời gian qua đó là qua Hồng Đen bị phốt, hầu như là cái lượt tương tác và cái lượt mà cứu trợ của mạnh thường quân là coi như là giảm rất là mạnh luôn, giảm rất là nhiều luôn. Nhưng qua Hồng Đen vẫn chạy, coi như là khi nào chưa có mạnh thường quân hỗ trợ tiền, qua Hồng Đen vẫn mượn những cái người mà bạc rẻ để mà lo cơm gạo cho các bé đàng hoàng, chưa bao giờ bỏ các bé đói. Nhưng mà em là một người cứu hộ, mà em đi lại để đi làm những cái việc đó, thì á, liệu em có thương yêu chó mèo hay không, em có thương yêu chó mèo hay không, khi mà mạnh thường quân muốn hỗ trợ chạm thì em lại chặn lại, em bảo là cho chạm khác đi, để cho em đem đi chơi đi cho chạm khác. Rồi chó mèo ở đây á, mấy trăm con chó mèo ở đây, nó ăn uống cái gì, nó sống bằng cái gì? Tại sao á, mình cứu hộ với nhau mà mình lại cũng giống như là ganh ghét đố kỵ ở sau lưng vậy cưng? Cái đó đâu phải em thương yêu chó mèo đâu. Tại vì những người thương yêu chó mèo không bao giờ người ta nghĩ như vậy hết á. Một cái chạm á biết bao nhiêu là chi phí, một tháng biết bao nhiêu là chi phí điện nước các kiểu, thuốc men nữa. Ở đây là trạm cứu hộ mà các bé bệnh rất là nhiều, rồi tiền thú y nữa rất là nhiều luôn, bao nhiêu cho đủ mà hả em đi nói là trạm này giàu đồ này nọ. Còn á, nếu em muốn thay vị trí của chị á, bây giờ lên clip đi đối với cộng đồng đi, vợ chồng chị chấp nhận giao cái trạm lại cho em luôn, Nam Nguyễn. Nếu mà em cảm thấy em làm tốt hơn chị, hoặc là em cảm thấy em có đủ khả năng lo cho chó mèo hơn chị, thì em cứ nói. Bây giờ em có đủ khả năng em lo cho chó mèo được, chị chấp nhận luôn, chị chấp nhận là vợ chồng chị trở về sống cuộc sống bình thường. Tại vì á, tụi chị đâu có què tay què chân đâu em. Chồng chị làm thợ điện một ngày cũng 500 ngàn, tụi chị mướn cái nhà vài triệu tụi chị sống vẫn được, chị lấy xách xe ra chạy xe ôm đó, chị nuôi con cứu hộ với lại vài con chó của chị vẫn được, chị vẫn sống được mà. Chị đâu có què tay què chân đâu mà phải giống như là chọn cái cuộc sống như vậy. Em biết nói tiếng em thương yêu chó mèo, em biết thể hiện, em biết làm để cho mọi người tin tưởng là em yêu thương chó mèo, mà tại sao á em lại làm như vậy? Tại sao á em hả lại hả nói xấu sau lưng một chạm để cho mạnh thường quân á, người ta không giúp chạm? Và em nghĩ đi, em yêu thương chó mèo chỗ nào? Còn á, những cái tin đồn mà phốt á, thì á, qua Hồng Đen nói chung là bây giờ em cũng không có biết nói cái gì, hay là phải chứng minh cái điều gì đó. Bây giờ nói chung là bây giờ á, người ta ghét á thì sao cũng được. Còn cái người thương á, người ta sẽ không chấp nhất những cái bài phốt đó đâu, người ta sẽ dòm vào cái việc của mình làm thôi. Bây giờ chẳng lẽ bây giờ ăn ở không á, tối ngày á em phải lên em giải thích hay là người ta nói quan cho em, người ta em trưởng thành rồi mấy anh chị. Em trưởng thành rồi, em biết em đang làm cái gì và em biết á hậu quả cái điều em làm là như thế nào. Ở trên đời này á, cái gì cũng vậy á, trừ khi mình đừng có làm. Mình làm thì sớm muộn gì người ta cũng biết à. Á, người ta biết rồi á, lúc đó là đất đâu mà dung thân. Cho nên á, thật sự luôn á, thật sự cũng hơi buồn. Tại vì á, qua Hồng Đen coi Nam Nguyễn giống như một đứa em. Khi mà cứu hộ đem về đây á, là gọi điện một cái là qua Hồng Đen nhận. Qua Hồng Đen không có bao giờ suy nghĩ cái gì hết trơn á, cũng không bao giờ mà đòi hỏi cái gì đem con chó ở đây đem không à. Khi mà đi đón chó cho qua Hồng Đen, qua Hồng Đen cũng gửi tiền đàng hoàng, chứ đâu qua Hồng Đen đâu có lợi dụng. Dựa trên cái mối quan hệ đi mà gửi chó qua chạm qua Hồng Đen đi, mà qua Hồng Đen kêu đi đón vậy, qua Hồng Đen khỏi cần đưa tiền cũng được mà. Nhưng mà qua Hồng Đen vẫn trả tiền đàng hoàng. Mà tại sao phải làm như vậy? Trước mặt á thì chị em xong rồi giờ vô an ủi rồi nữa, sau lưng thì đi lại nói với mạnh thường quân chạm này phót nhiều lắm, thấy người ta phót nhiều lắm, thôi giúp chạm khác đi.
Ủa vậy rồi mấy đứa đây nó ăn cái gì? Chó mèo đây nó ăn bằng không khí nó sống hay sao? Tại sao mình làm con người mà mình sống như vậy? Còn á, cái chuyện mà ở trên đời này á, ai ác đều cũng phải lãnh hậu quả hết trơn, không có ai thoát hết trơn á. Bây giờ gạt người ta đi, thí dụ cứu chó cứu mèo đi, xong rồi đem vô lò mổ bán. Mà mấy anh chị nghĩ đi, cái người ghét của ông đang rất là nhiều. Trong cái này á, đố kỵ cũng rất là cao. Thì chạm của Hồng Đen thì chỉ mới có chạm của em thành lập là 1 tây tháng 7 hồi năm 2021 đó cho tới nay thôi. Thì những người á, những người cứu hộ, những người mà cứu lò mổ xuất hiện trước của Hồng Đen cũng 3-4 năm về trước rất là nhiều. Nếu như của Hồng Đen có liên quan tới những việc đó, chắc mấy anh chị đó tha cho của Hồng Đen, chắc mấy anh chị đó không tìm ra được chứng cứ. Tại vì dựa trên mối quan hệ họ lâu hơn qua Hồng Đen, nếu mà qua Hồng hơn nữa là qua Hồng Đen cũng như là đối thủ của họ rồi. Nếu như mà qua Hồng Đen có làm chuyện sai trái, chắc họ tha cho qua Hồng Đen. Và qua Hồng Đen đi ra cứu hộ á, là qua Hồng Đen là coi như là phải nói là bị rất là nhiều người ghét luôn. Giống như bây giờ đi, qua Hồng Đen đi chụp hình, hoặc là qua Hồng Đen ha, là liên hệ tới những cái lò chó, rồi ai mắc chó là qua Hồng Đen sẽ gửi hình ảnh vô đó đó. Rồi khi mà có đó là qua Hồng Đen sẽ hỏi giùm cái bé đó giá bao nhiêu, xong báo với chủ cho chủ chuột, coi như là họ sẽ không bị gạt. Thay vì á, những lần mà họ mắc chó đó, họ sẽ đăng bài lên, họ để số điện thoại, thì những người á, cò chó đó họ sẽ lăn la vô, có người thật có người giả, họ sẽ lăn la vô, họ bảo là con chó đó tôi biết nó đang ở đâu nè, muốn chuột á thì bây giờ cặp cho tôi trước đi 1-2 triệu đi. Ta lấy cọc xong ta khóa máy rồi, làm gì người ta giờ? Thì cái tình trạng đó nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên vì vậy cho nên qua Hồng Đen á mới là bỏ thời gian ra đó, bắt đầu là lấy số của lò mổ. Thì những người nào á mà mất chó đó là qua Hồng Đen sẽ giúp họ gửi hình vô trong cái lò đó, xác định con chó đó có nằm ở Lê Hồng Phong, thì con chó đó giá bao nhiêu, thì bên đó báo qua bao nhiêu, thì qua Hồng Đen báo với chủ, được thì chủ chuột, còn không thì thôi, thì họ cũng không có bị mắc phí. Trong khi đó cái thời gian mà qua Hồng Đen làm chuyện đó, qua Hồng Đen chưa bao giờ mà ra điều kiện với ai, mà cũng chưa bao giờ mà đòi hỏi bất cứ cái đồng tiền xăng nào nữa chứ. Đó là qua Hồng Đen giúp, tại vì qua Hồng Đen đã chọn là cứu hộ và giúp đỡ cho các bé, thì qua Hồng Đen sẽ giúp trong mọi tình huống để cho các bé được về nhà đó. Thậm chí á, có những bé mà qua Hồng Đen biết là nó bắt bán ra, qua Hồng Đen cũng bỏ tiền ra để mua bé chó đó, xong đăng lên ai là chủ thì trả lại cái tiền cho qua Hồng Đen thôi đó. Có nhiều người hỏi, có nhiều người nói là ở trên đời này đâu có ai rảnh như vậy mà bỏ tiền ra chuột chó để cho người ta, để cho người ta tìm đồ này nọ mà không có lợi nhuận. Nhưng mà ai nói thì nói, nhưng bản thân qua Hồng Đen làm gì qua Hồng Đen biết. Nói chung là mình đúng hay sai đi nữa, bây giờ cho dù có mình có gạt đi, gạt hết cả thiên hạ đi nữa, thì lương tâm của mình cũng biết mình làm gì á. Còn hơn nữa á, qua Hồng Đen nói cho mấy anh chị nghe luôn, chỉ cần chăm sóc tốt thôi, nhiều người thương qua Hồng Đen thì người cho một ít nó cũng cộng lại số tiền nhiều nữa. Cần gì qua Hồng Đen phải đem đi bán tụi nhỏ, cần gì qua Hồng Đen phải làm những chuyện đó để làm gì? Có tiền mà sợ không có đức hưởng á mấy anh chị. Muốn kiếm tiền đâu có khó đâu, chỉ cần làm tốt thôi. Mình chỉ cần làm tốt, chăm sóc tốt thì nhiều người thấy được cái điều mình làm. Nhiều người á, người ta thương yêu chó mèo, người ta cũng sẽ giúp đỡ mình mà. Mình sợ gì không có phần mà tại sao phải làm như vậy? Cứu xong rồi hả, tạo phước xong rồi đã sau lưng mọi người đi làm chuyện thất đức, đem nó vô lò mổ nó bán. Đó, thì ngày hôm nay cái trên cái clip này thì qua Hồng Đen chỉ muốn nói bao nhiêu đó thôi. Còn mấy anh chị Mạnh Thường Quân và những người yêu thương chó mèo trong và ngoài nước, tin qua Hồng Đen hay là không tin qua Hồng Đen không có ép. Tại vì á, những người mà tin á, thì qua Hồng Đen cũng không có cần phải nói nhiều. Còn những người đã không tin rồi, giờ qua Hồng Đen có nói hết nước miếng cũng vậy thôi. Còn riêng Nam Nguyễn, chị nói cho em nghe, cái gì cũng vậy hết á. Trên con đường cứu hộ á, lắm lúc á, vì tiền của Mạnh Thường Quân mà lạc lối, ganh ghét đố kỵ lẫn nhau, đó là chuyện bình thường trong cái giới này. Nhưng mà chị muốn nói với em á, cái gì cũng vậy đó. Mình sống, miệng mình nói bằng cái tâm, thì mình hãy làm bằng cái tâm, đừng có hãm hại ai sau lưng hết chứ. Cũng đừng có gì đồng tiền á mà phải làm những cái chuyện như vậy đó. Ở đời á, mình thấy như vậy chứ không phải vậy đâu.
cuộc sống nó vô thường lắm em à, thiệt. Cho nên á, chị hy vọng á là sau cái clip này em mà coi được cái clip của chị á, em á hãy sống cho đàng hoàng vô, sau này đừng có nói xấu người khác nữa. Và kể từ bây giờ á, chị chặn luôn cái Facebook của em, chị không có muốn qua lại với em, chị không có muốn qua lại với con người giống như em nữa đó. Giờ á chị á, nói chung là chị không có cảm giác gì để mà nói chuyện với em hay là qua lại gì với em hết á, cho nên á chị chặn em luôn đó. Chị chỉ muốn gửi với em vài lời vậy thôi. Chị là cái người không bao giờ mà nói người khác mà vô căn cứ. Và chị nói á, chị không giống như người ta post xong rồi giấu mặt. Chị nói em, chị thẳng luôn, chị nói em bằng cái YouTube của chị, bằng hình ảnh của chị, chị nói luôn đó. Và chị có căn cứ đàng hoàng chị nói, chứ chị không bao giờ nói khống á, không bao giờ mà nghi em mà chị nói hết á. Chị không phải giống như những người khác mà giống như núp lùm mà dùng nick ảo post đâu. Chị muốn nói ai cái gì là chị nói bằng cái trang chính của chị. Chị lên luôn, lên hình ảnh luôn, chứ chị không có cần phải nói xấu. Còn mấy anh chị Mạnh Thường Quân gần xa trong và ngoài nước thì qua Hồng Đen cũng xin lỗi vì những cái tin đồn hay những bài post về chạm của qua Hồng Đen, thì cái điều đó là qua Hồng Đen không kiểm soát được. Còn mấy anh chị cảm thấy thương mến qua Hồng Đen và tin tưởng qua Hồng Đen thì qua Hồng Đen rất là cảm ơn và đồng hành cùng qua Hồng Đen để lo cho các bé. Còn như các anh chị không tin tưởng thì qua Hồng Đen chịu thôi, chứ giờ qua Hồng Đen cũng không có biết nói lời gì nữa. Bây giờ nói chung là cho tới giờ phút này thì qua Hồng Đen cũng không biết nói lời gì đâu, nhiều quá rồi. Tại vì cả tháng nay ngày nào cũng post hết á, cái gì cũng post, nói chung là cái giống gì cũng post hết trơn á. Nó cuối cùng là cái chính mà họ post là gì, họ post là tiền Mạnh Thường Quân cho thôi, chứ họ chưa bao giờ nghĩ là bây giờ mình post như vậy á là chó mèo nó sẽ sống như thế nào. Giống như bây giờ bài post nó lên đi, tẩy chay trên cộng đồng đi, thì cũng có vài chị người ta hiểu, người ta vẫn cho. Bây giờ người ta không hiểu hết thì chó mèo ở đây sống như thế nào. Cái người ta post á ở đây á là muốn qua Hồng Đen vào con đường cùng giải tán chạm đó đó. Thì mấy anh chị nghĩ đi, bây giờ giải tán chạm chị Phượng đó, chị Phượng ở cầu Gạch Cha đó đó, chạm của chị Phượng đó, kêu giải tán không dài lên clip đó, 170 con rồi chưa có ai nhận, mà muốn chơi chạm qua Hồng Đen đây là mấy trăm con, gấp đôi gấp ba bên chị Phượng đó. Thì tự mà suy nghĩ đi, chó mèo á nó không có tội, cho dù ghét qua Hồng Đen cũng đừng làm điều đó. Bị phốt đó đúng không, qua Hồng Đen ở đây không đói ngày nào hết, ngày nào qua Hồng Đen cũng ăn uống đầy đủ hết trơn á, chỉ tội cho các bé thôi. Tại vì á tụi nó ở cái trại tập trung á là tụi nó phải cần có thuốc có cơm, tại vì á ở đây là luôn luôn thiếu, nhưng mà qua Hồng Đen vẫn cố gắng cho nó từng bữa cơm để nó không bị đói. Nó giống như chạm qua Hồng Đen đi, qua Hồng Đen cứu mấy bé Diêm Gia về rất là nhiều luôn đó. Qua Hồng Đen phải đi xin từng viên thuốc để cho các bé uống. Nếu mà sống bình thường đâu có cần phải mệt đầu óc dữ vậy mấy anh chị. Sống bình thường á, giống như bây giờ một ngày đi, một tháng đi, ông chồng của Hoàng Đen á làm cũng một tháng cũng 15 triệu, mướn cái nhà chừng nhiêu, em cho 3-4 triệu luôn đó. Ăn uống rồi bắt đầu là Hoàng Đen chạy xe cũng có thu nhập, vậy mình cũng sống được, mẹ đâu có cần mà phải đi vô cái công việc này mà hả. Giống như là phải chật vật á, tháng này phải giống như trời, phải tháng này người ta cho ít quá không biết làm sao đó, rồi gạo thóc hết nè, rồi đại lý thịt nó đòi tiền nè, rồi thú y nó đòi tiền nè đó, bị đau không bây giờ. Đó, có tha một năm 12 tháng có bao giờ mà được yên đâu. Nói thiệt luôn á, cái tháng cuối năm á là cái tháng mà phải nói là cái tháng mà coi như là hầu như bình thường á thì mình thiếu được. Tới cái tháng cuối năm á là người ta phải buộc mình phải thanh toán hết. Mà hồi năm rồi á, mấy anh chị biết không, tháng Tết á là Facebook của Hoa Hồng Đen á bị hack đi, rồi không có vô được, hay bị chặn gì không biết nữa, nó bảo là không có vô được một tháng trời luôn, không xin hỗ trợ được đó, muốn khóc luôn á mấy anh chị, nhưng mà cũng gán gồng. Có ai hiểu được không, hay là chỉ nhìn vô những lần mà Mạnh Thường Quân cho thôi, nhìn vô người ta cho thôi, chứ không bao giờ mà mình nhìn vô cái khó khăn của một chạm á. Còn bằng như bây giờ á, qua Hồng Đen cũng nói thẳng luôn, nếu bây giờ á qua Hồng Đen làm
và không đủ niềm tin để cho các anh chị tin tưởng Hoàng Đen, cũng như là để chạm Hoàng Đen tiếp tục duy trì á. Tại trên video clip này Hoàng Đen nói rõ ràng luôn, Mạnh Thường Quân cứ hợp lại cho anh Sơn Quỳnh với anh Sơn Nhân tới đây đó. Bây giờ nói là bây giờ vợ chồng của ông Đen làm không có đủ kinh nghiệm cũng như là niềm tin để cho mọi người tin tưởng, thì bây giờ muốn lấy cái số chó về bên trạm của anh Sương Nhân đó, giải tán. Qua ông Đen chấp nhận luôn, qua ông Đen thật sự trên cái clip này luôn, muốn vậy thì qua ông Đen cũng chấp nhận luôn. Nếu mà coi như là không tin tưởng qua ông Đen, cảm thấy là vợ chồng qua ông Đen làm không đúng, qua ông Đen chấp nhận, chứ đừng có mà dồn qua Hồng Đen giờ con đường cùng vậy, nó mệt mỏi lắm. Tại vì á, qua Hồng Đen á là một cái người mà coi như là thương yêu chó mèo, nên là qua Hồng Đen á mới chịu đựng như vậy. Chứ mà nói về mà tự động qua Hồng Đen bỏ chó là không hề có cái chuyện đó đâu. Thiệt, cho dù có phốt cỡ nào đi nữa, nó qua Hồng Đen để mà dồn qua Hồng Đen vô cái đường cùng mà phải lên tiếng nói là bây giờ tôi nuôi không nổi nữa, tôi bỏ, thì cái chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đối với chạm qua Hồng Đen. Qua Hồng Đen khẳng định điều đó luôn. Nếu mà nói về tự tay qua Hồng Đen buông mà cho giống như là chó mà không nuôi nữa, không lo nữa đó, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đó, chỉ có cái là bây giờ Mạnh Thường Quân á cảm thấy không tin tưởng, không có niềm tin ở qua Hồng Đen, cũng như là không có muốn chạm qua Hồng Đen phát triển hay tiếp tục, thì cứ việc cho hai ảnh tới đây. Bây giờ Mạnh Thường Quân nói vậy đó, đó lên clip đàng hoàng đó, bây giờ không có muốn chạm qua Hồng Đen tiếp tục nuôi nữa đó, đem chó mèo về chạm khác. Qua Hồng Đen chấp nhận luôn, ký giấy luôn, không nói tiếng nào luôn á mấy anh chị đó. Còn mà chạm qua Hồng Đen tiếp tục đó, thì hãy để cho chạm qua Hồng Đen yên, hãy để cho các bé ở đây yên, chứ đừng có làm những cái chuyện như vậy. Mình là cứu hộ, mình biết kêu gọi những cái con chó nó bệnh, những cái con chó mà nó đói, những cái con chó mà chủ nó bạc đãi, thì đừng bao giờ làm những chuyện đó, nó sai ý nghĩa lắm. Mình biết nói yêu thương chó mèo mà, mình biết coi như là kêu gọi sự ấm no cho chó mèo, thì đừng có làm cái những cái chuyện như vậy chỉ vì tranh chấp tiền của Mạnh Thường Quân. Trạm cứu hộ, trạm nào không cực khổ, tất cả các trạm đều cực khổ hết trơn á, trạm nào cũng như trạm nào, không có trạm nào mà thoải mái mà ngồi không lấy tiền hết trơn á. Còn bản thân của em á, em thấy trạm á có nhiều sự giúp đỡ quá thì em mở trạm đi. Em mở trạm đi, cần gì em phải mướn nhà mà em nuôi cho em nuôi mười mấy con như vậy. Em mở chạm đi, tại vì á, bây giờ á, Mạnh Thường Quân tin tưởng em nhiều á, em cũng có nhiều Mạnh Thường Quân á, em mở chạm đi thì em sẽ có nhiều sự giúp đỡ mà em lo gì. Cần gì em phải làm vậy, đi vòng vòng đi làm gì. Đừng có nói tiếng chị em với chị mà sau lưng sống như vậy. Thiệt á, chị không thích mấy người vậy. Cho nên nha, em á, coi lại cái cách sống của mình. Từ đây về sau cũng vậy á, đối với chạm nào cũng vậy á đó. Đừng bao giờ có làm cái chuyện đó. Em làm chuyện đó người ta biết được á, không ai mà dám mà nhận chó của em đâu, mà cũng không có ai mà dám qua lại với em đâu. Thì đó, bây giờ á, những gì muốn nói là chị nói hết rồi đó. Còn Mạnh Thường Quân đó, em cứ giành giật em ăn đi, chị không có giành. Dạ, thì Quang Đen xin chào tất cả các anh chị. Thì tới giờ cơm rồi, thì nói chung thì qua Hồng Đen cũng bức xúc như vậy thôi đó. Mình coi nó như một thằng em mà nó sau lưng mình nó đi nói xấu vậy đó, nó đi nói mình với Mạnh Thường Quân như vậy đó, để cho các bé không được giúp. Mạnh Thường Quân gọi điện cho nó kêu nó đem tiền hỗ trợ tới cho mình, mà nó kêu là đem giúp chạm khác đi, chạm nó nhiều rồi. Nó nghe mọi người nghe thấy như thế nào, như chạm qua Hồng Đen nè, dưới chạm của anh Phương Cá Cha, chạm qua Hồng Đen bị tấn công. Người ta phốt, người ta bảo là qua Hồng Đen á là không có ai tấn công hết, là tự dựng chuyện lên để la lên là mình mắc chó. Nhưng thực tế ra là qua Hồng Đen chưa bao giờ la lên mình bị mắc 100 con chó. Mình chỉ nói là người ta vô là chó chạy ra ngoài cả trăm con, mình đâu có nói mắc đâu. Và chạm anh Phương Cá Cha là cái người ở đây thực tế và biết được cái chuyện đó. Nhưng mà
lúc mà người ta phốt á thì anh Phương chắc anh bận hay cái gì không biết, nhưng mà anh cũng chưa có lên cái clip nào để mà đính chính cho trạm Hoa Hồng Đen, hay là nói giùm Hoa Hồng Đen một tiếng trong những cái bài phốt đó. Nhưng ai gửi tiền cho Hoa Hồng Đen, Hoa Hồng Đen cũng nhận hết, đem tới ảnh đàng hoàng. Tại sao? Chó mèo bên ảnh nó đang khó khăn, nó đang không có cái hàng gạo, nó đang không có cơm ăn, nó không có được ổn định, thì em chỉ biết vậy thôi đó. Thì mình sống mình phải có cái sự chia sẻ, chứ chó mèo ở đâu không là chó mà không cần ăn đâu. Chó mèo ở đâu á thì người chủ trạm cũng vất vả như nhau hết. Tại sao mà phải đối xử với nhau vậy? Tại sao mà mình phải đối xử với cái người mà đi cùng đường với mình vậy? Việt Nam đâu có luật yêu thương chó mèo đâu, không có. Thì những người cứu hộ, những người cứu mang là những người á coi như là cái chỗ dựa duy nhất của chó mèo. Mà người này triệt hạ người kia, người này hại người kia, người này đạp người kia. Rồi từ từ cái Mạnh Thường Quân người ta nản, người ta quay lưng hết á, rồi ôm chó mèo ăn luôn.